Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái game rất là thú vị. Các bạn có thể đang về và chơi thử với bạn bè xem thế nào. Game có tên là Hungry Bucky. Mình sẽ vào ngay game, mình nhìn thấy một nhân vật khá là quen thuộc là cái con lợn xanh ở đây. Thì nó chuyên ra là há mồm ra để cho chỉ vào để có thể mình cho nó ăn. Thì ở đây có các cái bàn chơi. Mình đã vào bên trong game rồi. Thì cái game này đầu tiên thì mình cứ tưởng là nó giống Angry Birds là bắn kéo kéo, nhưng mà thực ra là không phải. Các bạn sẽ phải điều khiển cái con lợn này để đi cho nó ăn những cái quả dưa ở bên này. Thì điều khiển bằng cách nào? Thì bạn sẽ phải điều khiển những cái khối hộp này ở đây để có thể làm nó rơi xuống để cho con lợn này nó có thể đi được. Đấy, thì bạn sẽ làm nào? Tại vì nó chỉ đi được lên trên một cái hộp thôi, nên là bạn sẽ phải dùng trí thông minh của mình để có thể điều khiển cái con lợn này. Đấy, thì mình mỗi lần nó sẽ đi được 1 đến 2 bước. Đấy, nó sẽ há mồm ra và ăn khi mà bạn điều khiển nó đến được cái quả dưa kia càng nhanh càng tốt. Thì mình hiện tại đã được 3 sao và nó sẽ tính điểm cho mình qua mỗi bàn chơi. Đấy, cái phần này thì các bạn sẽ phải suy nghĩ làm nào để cho chú lợn này có thể sang đây. Thì cái con nhân vật này nhìn trông khá là quen thuộc khi mà nó được phát triển rất nhiều game trước đây rồi, như kiểu là cái game ăn cắt cắt cái gì đấy mình không nhớ tên lắm. Đấy, nhưng mà nếu mà kiểu ở cái game này các bạn sẽ phải làm nào để cho điều khiển con này, nhưng mà con này mà rơi xuống đây thì nó sẽ chết ngay, nó sẽ bị nhốt vào chuồng. Đấy, như thế này nó sẽ bị nhốt vào lồng ngay, quên mất rồi. Đó, cái con này lúc đầu mình cứ tưởng giống con Angry Birds nhưng mà thực ra là không phải, và chắc chắn là cái con nhân vật này cũng khá là dễ thương, nhìn nó cũng khá là hay. Ủa, tại sao lại không có âm thanh nhỉ? Âm thanh ở đâu nhỉ? Cái game này mình không hiểu là tại sao thỉnh thoảng nó rất là lag. Mình sẽ ra ngoài coi. Đây. Thật ra thì âm thanh của nó cũng không có gì cả. Đấy, thỉnh thoảng nó rất là lag và mình không thể ấn được vài mấy cái này, chắc là nó lập trình hơi lỗi một tí. Đấy, các bạn mà sử dụng cái hộp mà để cho nó đè vào đầu cái con lợn này thì nó cũng chết ngay. Đấy, các bạn phải điều khiển làm sao để cho cái chú lợn này của chúng ta có thể đi lại lại được. Đấy, cái tảng băng này nó có thể rơi và nó sẽ bị vỡ qua vài lần. Ví dụ như là bạn làm nó rơi từ trên cao xuống thì nó cũng có thể bị vỡ. Hoặc là bạn di chuyển nó quá hai lần thì nó cũng sẽ bị vỡ. Đấy, đây là một kiểu game là đi tìm đường cho chú lợn. Đấy, bạn như kiểu là đóng vai là người chăn lợn ấy. Đấy, đấy, mình sẽ game khá đơn giản nhưng mà càng về sau thì chắc chắn là game là sẽ rất là khó. Và nếu như mà các bạn sử dụng muốn chơi một cái game như kiểu là phải suy nghĩ thì các bạn hãy thử chơi cái game này, vì nhìn đồ họa của nó rất là cute và cấu hình của nó cũng đòi hỏi không quá cao với cả iOS và Android. Đấy, thì bạn có thể download về và chơi thử, có thể cùng bạn bè suy nghĩ xem làm nào để cho được con lợn này ăn càng nhiều càng tốt. Thì ở đây có rất nhiều bàn chơi để các bạn có thể trải nghiệm. Đấy, rất là nhiều và mình mới mở được một số cái thôi. Thì các bạn hãy download về và chơi cùng bạn bè nhá. Thì cái game Hungry Bucky ở đây mình review đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn có những giây phút chơi game vui vẻ.